Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với nhiệm vụ bảo vệ quản lý khu phong tỏa, khu cách ly, trong những ngày căng mình chống dịch vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh làm nhiệm vụ tại các chốt đã gác lại công việc gia đình, thường trực bám chốt, không kể ngày đêm, không quản nắng mưa để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một ca gác của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thanh Thùy tại chốt bảo vệ Dòng Hoài, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Ung Bướu của tỉnh Kiên Giang. Gần 2 tháng qua, Thượng úy Thùy và đồng đội ngày đêm túc trực để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điều trị, đồng thời tiếp nhận những nhu yếu phẩm cần thiết mà người thân các bệnh nhân mang đến để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa hỗ trợ giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị. Tổ tăng cường cũng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm hết sức mình để góp phần vô cái sự nghiệp và cái công cuộc chống dịch. Đối mặt với nguy hiểm cận kề, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện xa gia đình, xa người thân, nhưng Thượng úy Thùy và nhiều cán bộ chiến sĩ luôn nhận được sự động viên từ gia đình. Đây chính là động lực giúp các anh vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, hiện vẫn đang tiếp nhận và điều trị hơn 800 bệnh nhân COVID-19 cùng gần 200 y bác sĩ làm công tác điều trị. Để bảo vệ an toàn trong và ngoài khu vực điều trị, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Rạch Giá đã tăng cường 18 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, thành lập 4 chốt gác, duy trì quân số trực 24/24 giờ. Tới nay thì tất cả các lực lượng quân sự chúng ta là 18/18 đồng chí. Theo như trong kế hoạch thì đảm bảo là thực hiện cái nhiệm vụ và không có đồng chí nào là ngại khó khăn, gian khổ. Ai đồng chí nào cũng đồng lòng quyết tâm là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn toàn tỉnh, đến thời điểm này, gần 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vẫn ngày đêm túc trực thực hiện nhiệm vụ tại các khu điều trị và khu cách ly tập trung. Gần 2.600 cán bộ chiến sĩ còn tham gia cùng lực lượng công an, biên phòng, kiểm soát gần 800 chốt trên tuyến biên giới, trong nội địa và các khu vực phong tỏa, với quyết tâm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân cũng như lực lượng y tế. Mưa gió này cũng làm cho anh em cũng ướt nha em anh ơi, đi chỗ ngủ thì cũng ướt nên cũng phải gán anh ơi, cũng phải gán chụp. Nó ướt hết rồi làm sao? Dạ ướt hết cũng phải chịu anh ơi, không chứ ở đây không có cái gì mà để thay được hết. Dạ thì dù mưa gió này thì anh em cũng phát huy tốt nhiệm vụ để thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã giảm. Tỉnh cũng đã thực hiện chỉ thị 19 trên phạm vi toàn tỉnh. Người dân trở về trạng thái bình thường mới. Để đạt được kết quả đó, có một phần công sức không nhỏ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà.